Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ review một chiếc xe. Hôm nay cũng giao lưu khá nhiều, các bạn chạy cũng khá nhiều nha, nhưng mà mình chưa quay chiếc xe nha. Hôm nay mình sẽ quay lại chi tiết bạn coi. Trước khi vào video thì mình muốn bán một cục bo bạn. Đây là bo này của Wigay bán nha. Đây là cục bo của Wigay. Đây em muốn bán nhiều thì em nói cho các bạn biết nè. Ngày 24 sò, mới xài có chưa được một ngày nữa. Nếu mà ship xa là 750 bao ship. Rồi. Nếu mà khu vực gần đây là 700 còn fit, có thể bớt chút lĩnh nữa. Rồi khu vực gần Tiến Thịnh phải không? Ừ. Tự lại lấy nha. Rồi tự lại lấy là, còn... là 700 còn giảm phải không? Rồi. Còn ship là 750 đúng không? Bao ship luôn, 750 bao ship luôn. À, 750 là bao ship, có gì liên hệ nick Facebook của Wigay các bạn. Còn sống bình thường mới luôn, mới xài cho được ngày nữa. Đó, bo 24 sò. Điện quá bán. Ủa mà bo này chạy bao nhiêu bình em? Bo này full 5. Bo này chạy full 5 bình nha. Không có clip rồi đó, có clip đăng lên đó. Rồi, đây cục bo nè. Đó, các bạn nào mà muốn mua gần đây các bạn cũng liên hệ nha. Bự ngang cũng bự nha. Đây đôi dép của mình nè. Bự lắm nha. Đó. 24 sò. Rồi, em cầm đi. Em quay chiếc xe cho các bạn coi. Xe này hôm nay thì cũng có chạy nhiều các bạn. Xe này chạy cũng khá nhanh nha. Xe này thì được đi bo xịn, bo full 11 nè. Full 11 bình. Nhưng mà chiếc xe chỉ được đi 8 bình à. Chủ xe đang gắn lên ốc titan từ từ cho mấy cực bình này nha. Đó, ốc titan này gắn trên cực bình này. Nhóc lên luôn nè. Gắn được coi 2 4 8 con rồi. Còn đây 8 con là đủ. Đề găng hay khúc khá là mới nha. Thời gian này mới làm trong Tiến Thịnh nè, mới làm nè, mấy cáo à, tay hắn là Sonsu. Đây, hai nhỏ đang bàn tính gì các bạn, hai nhỏ đang bàn tính tối em mua đồ ăn gì em biết không biết thế nào. Ủa xe được chạy mấy cộng hả? Mấy cộng? Xe được chạy 10 cộng truyền thống nha các bạn. Ủa vậy, 10 cộng cây zin với lộn, 10 cộng cây zin. Hôm nay cũng có nhiều clip test xe rồi đó. Để quay bánh cho các bạn xem thử coi. Đâu lên ra thử coi. Đó, im ru luôn. Xe này đề ba khá mạnh nha. Còn chỗ này thì chỗ này để nuôi cá hay gì không biết, chống lỏng à. Đó. Chống cái này thì chống. Anh trước thì được tay ga bó bon nè, 78 bon nè các bạn, 78 bon, móc bán đồ, hai con ốc này thay đây bằng hai con ốc bù lông luôn, nó bự nè, cái này một xíu cứ ngắt luôn á, ốc kia thì nó hay bị tuôn các bạn, nó hay bị tuôn chứ nó sụp ra nha, hai ốc này bao cứng luôn, không có đường nào sức nổi nha, chẳng ba trước. Chẳng ba trên, chẳng ba dưới luôn nè. Đây. Cái này thì cũng được cắt từ phục luôn nè. Bánh thì bánh 18. Gù nè. Xe này thì nãy hình như mình không có thấy đèn đuốc hết các bạn. Đèn đuốc thì không có. Càn cũng không có luôn. Nhưng mà thắng xe thì có nha. Chủ xe nói xe là phải chạy càng thắng nha, không cần đèn. Rồi xe cũng không còn gì để quay nha bạn ơi, đồ kiện cũng ít nha. Mình cũng xin được kết thúc clip tại đây luôn. Các bạn nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Bạn nào muốn mua cục bo nãy thì cứ liên hệ vô nick Facebook của Wigay nha.